Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 4 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 63. Chúng ta đọc một công đoạn này để mình thấy được cái lợi ích của pháp tu nương vào Phật lực hay là tự lực. Quý vị sẽ thấy cái khó của tự lực và cái dễ của Phật lực nha. Nương tự lực hay nương Phật lực. Học thiền mặc sở dĩ khó thành thục là do nương vào ở sức mình. Điều đó chỉ có căn cơ bậc thượng mới có thể thành tựu. Nguyên nhân niệm Phật dễ thành tựu là biết nương vào sức Phật. Đức Phật A Di Đà có đại từ, đại bi. Hãy nương vào bản nguyện tiếp dẫn chúng sinh của Ngài. Đã nương vào sự gia hộ của Phật, các bậc thượng trung hạ căn đều được nhiếp thụ, cắt ngang sinh tử hạ liệt, một đời thành tựu vượt phàm nhập thánh. Vì thế kinh Đại Tập nói, vào thời mạt pháp ức ức người tu hành, ít có một người đắc đạo. Duy chỉ nương vào pháp môn niệm Phật mới được thoát khỏi luân hồi. Niệm Phật mới là chân chính cứu cánh lại bữa khắp cả ba căn thượng trung hạ, không có hạng nào không thu nhiếp. Trong kinh Hoa Nghiêm, Ngài Thiện Tài Đồng Tử qua 53 lần tham học, Ngài Bồ Tát Phổ Hiền lấy 10 đại nguyện vương dẫn dắt chúng sinh sinh về cực lạc. Bởi thế kinh Hoa Nghiêm là vô thượng kinh vương. Sau khi Thế Tôn thành đạo, vì 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ ở nơi hội hoa tạng họ Hải dạy dỗ và dẫn dắt, điều khiển Đại Bồ Tát niệm Phật cầu xin Tây Phương để viên mãn Phật quả. Chúng ta là hạng phàm phu lại coi thường niệm Phật, cho niệm Phật là cạn cợt, bảo đó là chỗ hành trì của hàng nam nữ ngu si. Thật quá đổi ngu si mê muội, đáng thương khó mà cứu được. Khi chúng ta nghe những công đoạn này của chư tổ sư, quay mình xem lại, mình là hạng căn tính gì? Mình là hạng căn tính gì mà chê với một tịnh độ? Bậc Đại Bồ Tát trong hội Hoa Nghiêm, Đức Phật còn hướng dẫn họ niệm Phật cầu sanh cực lạc. Ta là ai mà không niệm Phật cầu sanh cực lạc? Ta là ai mà dám chê pháp môn Tịnh Độ dành cho những hạng nam nữ ngu si? Các bậc Đại Bồ Tát còn niệm Phật cầu sanh cực lạc, Đại Bồ Tát Phổ Hiền Văn Thù còn niệm Phật cầu sanh cực lạc, bậc cổ Phật như Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí còn phát nguyện làm Bồ Tát bên cạnh Phật A Di Đà để cùng với Ngài tiếp dẫn chúng sanh mười phương khắp pháp giới.
ta là ai mà không phát nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc? Ta sinh trong thời mạt pháp này mà gặp được pháp môn niệm Phật, mà tin mà niệm, đây là đại nhân duyên phước báo. Đúng như lời Đức Phật đã chỉ điểm dạy chúng ta đã biết nghe lời. Căn tính chúng ta trong thời mạt pháp này, quý vị để ý, có nhiều bậc tu hành các môn khác nổi bật vượt trội, nổi tiếng khắp nơi trên thế giới, nhưng cuối cùng thể hiện cuộc đời tuổi già. Quý vị hãy để ý nhìn nhận. Khi để ý nhìn nhận được, quý vị sẽ có nhận thức sâu sắc. Nhiều con người chúng ta là do tình chấp nặng nề. Tình chấp nặng nề là thời gian mình đã tu môn này thời gian lâu quá. Dù cũng thấy được nhiều bậc cao tăng tu những pháp thiền mật, tu cả cuộc đời của các ngài cũng rất nổi bật, nhưng tới tuổi già các ngài cũng rất là khó để làm được cái việc thu thần tịch diệt. Thấy mình không thế nào theo nổi họ mà còn thấy họ như vậy, thì mình như thế nào đây? Đây là góc độ sâu sắc để nhận thức. Khi nhận thức được rồi, chúng ta sẽ biết nghe lời Đức Phật dạy. Đức Phật dạy mình thờ mạt pháp niệm Phật thành tựu, chúng ta sẽ biết nghe lời Đức Phật. Chúng ta chân thật biết nghe lời, làm người ngoan ngoãn biết nghe lời Đức Phật, dạy mình niệm Phật cầu sanh cực lạc. Đây là chỗ cực kỳ quan trọng quý vị. Đây là chỗ quan trọng nhất. Khi nhận thức được rồi thì sẽ lão thật niệm Phật, gây dựng tính nguyện kiên cố. Như chính cuộc đời những đức, mình rất là mừng vui khi mình gặp Phật Pháp, gặp ngay pháp môn niệm Phật. Chịu hạ thủ công phu trì niệm danh hiệu A Di Đà Phật. Dù gặp sự cố thuận nghịch gì cũng niệm Phật. Dù mọi người có bỏ hết mình cũng niệm Phật. Có một đoạn chư tổ sư nêu lên rằng, người niệm Phật gây dựng tín nguyện niệm Phật, dù bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni ngài có thiện hiện đến với cuộc đời này, ngài có nói rằng ta có một cái pháp đặc biệt hơn tịnh độ để dạy cho các con. Chúng ta đảnh lễ ngài và nguyện rằng con đã nghe ngài khuyên niệm Phật cầu sanh cực lạc, con đã phát nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc rồi, xin Đức Thích Ca Mâu Ni để cho con tròn tâm nguyện. Cả Đức Phật mà kêu mình có pháp khác đặc biệt hơn mình còn từ chối, không chi những chúng sanh bình thường trong cõi đời này mà nói vài câu ta đã bị dao động tâm, lo âu không biết niệm Phật có được sanh cực lạc hay không, không biết có Phật A Di Đà hay không, không biết có thế giới cực lạc hay không. Lòng tin của chúng ta thật sự có vấn đề. Nên tổ sư có nói một câu nói rằng, người niệm Phật được giảng sanh hay không là do có tín nguyện hay không. Quý vị phải nhớ rằng tín nguyện chúng ta có vấn đề. Tín nguyện có vấn đề nên nói vài câu là bị dao động tâm. Nếu như tín nguyện kiên cố thì làm gì bị dao động tâm. Người niệm Phật mà tín nguyện kiên cố chắc chắn 100%, người này là người an lạc tâm. Người này thường vui vẻ an lạc tự tại. Có những người cũng gặp được Phật Pháp, gặp được pháp môn niệm Phật 5-10 năm cuối cùng tu cũng thành vô vị. Thấy mình không có phần, cứ nhìn người khác cho rằng mình cũng có phần luôn. Không biết được cái chỗ thành tựu của đường giảng sanh là ngay chỗ tín nguyện niệm Phật. Cái chỗ niệm Phật thành tựu là ngay chỗ tín nguyện niệm Phật. Bạn đừng bao giờ nhìn người khác cái này cái kia cái nọ. Bạn hãy nhìn ngay bạn, bạn có tín nguyện kiên cố hay không. Nếu bạn đã tin Phật A Di Đà thì bạn chân thật niệm Phật, còn cái chuyện tiếp dẫn để Phật A Di Đà giải quyết. Như vậy thì bạn vô cùng tự tại, với cuộc đời tu của bạn cực kỳ tự tại. Còn bây giờ bạn còn lo âu chuyện này chuyện kia chuyện nọ, bạn lo sợ không biết niệm Phật như vậy Phật A Di Đà có đến trước hay không. Một mặt thì bạn niệm Phật, nhưng một mặt thì bạn rất là lo âu như vậy, bạn thất bại rồi. Thất bại. Có những người nhân duyên được 5-10 năm
mười mấy năm, rồi cuối cùng bỏ cuộc. Chúng ta nhiều đời nhiều kiếp cũng gặp tịnh độ, cũng là do bệnh này mà quay quằng vô lượng kiếp của chúng ta, trôi lăn trong lục đạo. Nếu như đời này chúng ta quyết chí, quyết tâm bỏ thân mạng đời này để niệm Phật cho tới cùng, thì chúng ta đời này giải quyết vấn đề sanh tử. Quý vị biết rằng bao nhiêu con người gặp tịnh độ rồi cũng bỏ cuộc. Chúng ta cũng là vô lượng kiếp, cũng là do cái bệnh này mà ra. Nên như Đức ngày nào cũng chia sẻ một câu Phật niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh Cực Lạc. Một là bổ túc về nhân duyên cho chính mình cả đời niệm Phật, hai là bổ túc cho những con người có nhân duyên muốn cả đời này niệm Phật để cầu sanh Cực Lạc, nên hoàn toàn đi vào trọng tâm để gây dựng tín nguyện niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Nếu như chúng ta thật sự muốn đời này vãng sanh, chấm dứt sự khổ đau của vô lượng kiếp, nhìn cái cõi ta bà này một đời tệ hơn một đời, có người càng ngày càng sẽ khổ, một đời qua đi càng khó tu hơn, thì tức khắc chúng ta sẽ quyết chí đời này để giải quyết vấn đề sanh tử. Ở cuộc đời này mấy mươi năm cuộc đời này hưởng thụ cái gì? Nên mấy mươi năm ở cõi đời này đa phần chúng ta đi tạo nghiệp, tạo cho nặng thêm. Vô lượng kiếp chúng ta mới có cơ hội có thân người, rồi chúng ta tạo tội nặng nề vô cùng để đi đọa càng sâu. Đến cõi đời này như một cái phản móng tay, cuối cùng chúng ta lại trở vô tam đồ ác đạo. Nó nói là thân người khó được, Phật pháp khó gặp, tịnh độ càng khó gặp hơn. Vì bây giờ chúng ta đã gặp được tịnh độ, được nghe tịnh độ mỗi ngày, được nghe pháp môn niệm Phật, được nhắc nhở niệm Phật, được gây dựng, được khuyên và được nói lên sự lợi hại khi chúng ta bỏ báo thân này, nếu không vãng sanh thì đọa tam đồ ác đạo. Nếu như mà nhận thức được thì chúng ta sẽ hạ thủ công phu, quyết tâm niệm Phật. Dù bị sự chối buộc, vui buồn nặng nề gì, chúng ta cũng quyết tâm niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Như vậy thì quá đặc biệt rồi. Những Đức nói với quý vị, cái khổ của chúng ta ở cõi đời này một, cái khổ trong tam đồ ác đạo cả tỷ lần. Chỉ cái khổ của cõi đời này, cái không vừa lòng không vừa ý gì chút thôi. Nhưng quý vị nghĩ đến cái khổ của tam đồ ác đạo, quý vị sẽ đáng sợ, kinh hồn quản dí. Tự nhiên chúng ta sẽ siêng năng niệm Phật liền, sẽ tinh tấn niệm Phật liền, không dám giải đại. Nên chúng ta tu cũng không tịnh độ là tu pháp nhị lực. Cái lực đầu tiên là chúng ta phát tâm tín nguyện niệm Phật. Cái lực thứ hai là sự gia trì của Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng ta. Nên cái tự lực của mình chỉ là tin bổn nguyện Di Đà, tin niệm Phật Phật trước. Còn cái lực thứ hai là Đức Phật A Di Đà, Ngài phát nguyện tiếp dẫn chúng ta. Nên cái pháp môn tịnh độ là cái pháp môn rất là yên tâm khi mình tu tập. Nên Ngài Bá Trượng Thiền Sư, Ngài có một câu nói rằng tu pháp môn tịnh độ là vững vàng nhất, tu pháp niệm Phật là vững vàng nhất. Còn các pháp khác tự lực quý vị có thể tiêu trừ sạch nghiệp, sạch sành sanh, minh tâm kiến tánh thành Phật. Còn một chút nghiệp quý vị cũng phải trở lại tiếp tục. Nên các pháp khác cực kỳ khó khăn. Nên bậc Đại Bồ Tát còn thể hiện phát nguyện để mà niệm Phật cầu sanh Cực Lạc, để làm tấm gương để cho chúng sanh trong thời mạt pháp này nhìn đó mà học theo. Vì mà chúng ta đúng là quá kiên cường, quá khó dạy. Mình yếu không chịu chấp nhận mình yếu, muốn làm giống như kẻ phi thường. Vì biết rằng là mình là người yếu ớt mà không biết mình là người yếu ớt. Nên cái người gặp Phật pháp trong thời cuộc này mà muốn làm chuyện phi thường để dẫn dắt chúng sanh đi vào tam đồ ác đạo, vì ác lắm. Chúng sanh chúng ta cũng bị mê mờ, mù quáng, không biết mình là ai. Nên tại sao chư tổ sư, các ngài cực kỳ phi thường, như ngài Đại sư Liên Trì Ngẫu Ích Đại sư, nhiều vị cao tăng, nhiều vị tổ sư, đều là những vị tu thiền tu mật, đạt được sự đại ngộ không? Nhưng điều quay đầu để mà niệm Phật, quý vị coi người ta từ bi cỡ nào chưa? Vì đọc sách Đại sư Liên Trì thì sự tham học của ngài cỡ nào chưa? Thông tông thông giáo,
giỏi vô cùng. Vì mà người ta quay đầu người ta lo người ta niệm Phật, để dạy chúng sanh niệm Phật. Khi Ngài lên Lưu Sơn thì người hỏi Ngài cái này kia, Ngài nói Ngài không biết. Người cứ cầu thỉnh, cuối cùng Ngài dẫn người ta đi niệm Phật. Quý vị thấy các Ngài từ bi chưa? Cực kỳ từ bi. Mà trong thời của các Ngài đó, là từ tượng Pháp gần với mạt Pháp. Còn mình bây giờ là đi vào mạt Pháp luôn rồi. Như vậy mà mình muốn làm chuyện cao xa, chuyện cao xa của mình, làm sao người ta làm được đấy? Nên nói rằng là kết duyên cái chúng sanh, nhưng kết duyên được cái gì đâu? Một câu Phật hiệu này còn kết duyên được cái chúng sanh, còn làm chuyện cao xa trên trời dưới biển, kết cái duyên cho họ trên trời dưới biển, để đời đời kiếp kiếp bản thân của họ chịu cảnh đọa lạc trầm lưng không có ngày thoát. Một câu Phật hiệu này còn gieo duyên cho họ, họ còn có cửa được thoát. Chúng sanh từ bây giờ cho đến khi hết 12.000 năm giáo pháp Đức Thế Tôn, nếu như mà không tu Thống Môn Tịnh Độ này thì chúng ta không có cơ hội để chúng ta được giải thoát một đời đó quý vị à. Đức Thế Tôn là Đức Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã nói rõ ràng rồi, thờ mạt pháp niệm Phật thành tựu. Mà bây giờ nó đi vào mạt pháp rồi, và từ đây dạy vì sao càng đi vào mạt pháp nữa, chứ không có đi vào chánh pháp đâu quý vị. Điều là mạt pháp. Nếu mà người tu trong thời mạt pháp này mà tu Tịnh Độ cầu sanh cực lạc, tuy sanh trong thời mạt pháp nhưng thật sự sống trong chánh pháp. Vì pháp môn Tịnh Độ này có người thành tựu, nên tuy là sanh trong thời mạt pháp nhưng tu Tịnh Độ là người sống trong chánh pháp. Nên có nhiều người niệm Phật cuối cùng vô vị là vì sao? Cho rằng mình không bao giờ có cơ hội. Bản thân những đức chưa bao giờ có cái nghĩ này. Những đức hoàn toàn tin Phật A Di Đà. Bản thân chỉ cần lo niệm Phật, lo làm hết trách nhiệm của chính mình, sống những ngày tháng vui vẻ, an lạc và tự tại, niệm Phật là được rồi. Có ai tu không tu mặc kệ họ. Bản thân có những đức cứ nhiệt liệt hết mình lo niệm Phật, bản thân mình cứ nhiệt tình đem Tịnh Độ phô diễn, nhiệt tình hết mình. Quý vị muốn chạy sự cao xa gì kể quý vị. Nói mà trong mùa dịch thôi quý vị cũng nhìn ra nữa. Quý vị làm được cái gì trong mùa dịch? Đi ra đường còn chưa đi được, đừng nói chi mà muốn làm chuyện cao xa. Nhìn nhận trong mùa dịch đi rồi sẽ thấy à. Chúng ta thật sự mà nói gọi là quá kiên cường, khó giáo quá, nặng nề, không biết mình là ai. Khả năng vác được 50 kg là cũng mừng rồi, vậy mà muốn vác 100 kg, đúng là gan cùng mình. Vác chưa đi được tới đâu thì có khi bị vật nặng đè mình chết tại chỗ. Nên quý vị biết tại sao nói trong thời mạt pháp, trong khi chúng sanh tiếp nhận Phật pháp cũng đông như vậy, người nói về hướng đến đạo Phật cũng rất là đông. Có khi đi ngoài đường cũng kéo một đoàn người đi theo, nhìn giống như Phật pháp đang thịnh phát. Không có đâu quý vị, không có đâu. Tại vì sao? Vì đâu có làm gì được đâu mà thịnh pháp, đâu có hành trì đâu mà thịnh pháp. Nếu như mà đem Phật pháp áp dụng chân thật vào cuộc đời mình, vào gia đình mình, trong cái thuận cái nghịch gì bản thân mình vẫn giữ được sự an lạc và lo niệm Phật, chọn một cái pháp tu mà trong thời cuộc nào cũng tu được, mỗi lúc mỗi nơi, như vậy thì mới là thịnh pháp. Còn lao theo hình thức chạy đua nhau mà chơi, tạo ra cái hình thức tưởng đâu đó là thịnh pháp, không phải đâu quý vị. Đó chỉ là sự ngưỡng mộ suông thôi, ngưỡng mộ suông thôi. Vẫn là câu cũ nói rằng quý vị có làm được gì đâu mà thịnh pháp. Dù người ta có làm được, quý vị không làm được thì làm gì gọi là thịnh pháp. Bây giờ quý vị bình tĩnh ngồi suy nghĩ, làm những chuyện cao xa được mấy người làm được mà thịnh. Bây giờ nói cho quý vị nghe, một cái công việc làm ăn mà chỉ có một người làm được, không ai làm theo được. Công việc này làm ăn đâu có đặc biệt, làm một công việc làm ăn mà ai cũng làm được, như vậy thì cái này mới gọi là thịnh vì việc làm ăn. Còn tu cái môn mà không ai tu được, chỉ nhìn ngó chơ thôi, để ngưỡng mộ thôi, thì pháp này có gì đâu hay. Cái pháp mà ai cũng áp dụng được hết, chúng sanh đều tu tập được hết, già trẻ bé lớn, giàu nghèo đẹp xấu, khỏe mạnh hay bệnh đau đều tu được hết,
thì pháp này mới là đại pháp. Nên thờ mạt pháp niệm Phật là đại pháp 100%. Mình cứ chân thật mình đem tịnh độ mình giới thiệu đi quý vị. Hết lòng mình đem tịnh độ mình giới thiệu đi. Người có duyên tu tịnh độ sẽ có góc độ nhận thức à. Sẽ biết mình như thế nào liền. Không để mất thời gian uổng phí đâu. Mình cứ cố gắng lo niệm Phật đi. Siêng năng niệm Phật. Những đức thấy rằng, những đức gặp tịnh độ là sự lợi ích lớn không tưởng tượng được. Những đức không dại khờ gì. Đi còn suy nghĩ đắn đo, mệt mỏi làm chi đâu. Tại vì sao? Vì nếu như những đức không gặp pháp môn niệm Phật làm sao những đức có lợi ích như ngày hôm nay. Những đức không bao giờ được lợi ích như ngày hôm nay. Nên những đức mong những người gặp pháp môn tịnh độ đừng nên lưỡng lự, đừng nên lo âu. Đừng nên nghĩ rằng nhiều người niệm Phật gì mấy người được giảng sanh. Đa phần những người không giảng sanh là những người không gây dựng tín nguyện niệm Phật. Đa phần những người niệm Phật không giảng sanh là những con người họ sợ hãi lo âu. Niệm Phật không biết Phật có được hay không, đều là nghi ngờ. Tổ sư nói bạn niệm Phật được giảng sanh hay không là do tín nguyện hay không. Nếu như tín nguyện bằng kiên cố là bạn thành tựu con đường giảng sanh là chắc chắn. Nếu như tín nguyện bằng kiên cố là bạn thành tựu con đường giảng sanh. Bạn không gây dựng tín nguyện kiên cố thì bạn thất bại. Nên mỗi người tu tịnh độ hãy gây dựng tín nguyện kiên cố đi. Trở ngại gì cũng cứ niệm Phật đi thì bạn sẽ thành công. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị tín nguyện niệm Phật kiên cố, niệm Phật cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.